dùng tay đòn dài 60 phân. 60 phân các bác nhá. Thì bây giờ em sẽ làm một clip để cho các bác hiểu được là vế một cái con ví thì sẽ cần lực bao nhiêu nhá. Bây giờ đầu tiên là em sẽ sử dụng lực của một ngón tay của em tì xuống sẽ được bao nhiêu lực nhá. Đây. Ngón tay của em tì xuống này. Sẽ rơi vào khoảng tầm 300 đến 300 cân lực. Cố gắng hết sức là sẽ rơi vào tầm 300. Tì mạnh cái nhá. Tì mạnh cái là sẽ rơi vào tầm 340, 350 gì đó. Đấy là đối với một ngón tay tì mạnh nhá. Ok. Thì bây giờ nhá, đối với một ngón tay là sẽ ra tầm 350 cân lực nếu mà sử dụng lực mạnh này. Thì đây là ở đây là em có khoảng độ tầm 5 cân 8. Thì em sẽ cho vào tay đòn để xem là hiện tại là 5 cân 8 sẽ ra bao nhiêu cân lực nhá. 5 cân 8 ra bao nhiêu cân lực này. Khoảng độ tầm 319 cân lực. Ok, bây giờ em sẽ test thử cắt một cái mặt ví. Khuôn mặt ví cho các bác xem này. Kích thước khuôn mặt ví này nó khoảng 20cm nhân với lại 12cm gì đó. Để cho nó cân hoàn toàn hết này. Cần hết này nhé. Đứt hết hoàn toàn, cách nhẹ nhàng này. Thì vị trí là đối với một cái mặt ví ấy, mà khi mà máy mình đã điều chỉnh nó cân bằng hết rồi nhá, thì mình chỉ cần, đối với là một mặt ví mình chỉ cần kéo tay dọa đòn ra dài 60cm và kèm theo nữa sử dụng lực nhấn của một ngón tay hoặc hai ngón tay là đủ có thể đứt được nhá. Bây giờ em trực quan một cái việc là nhấn trực tiếp một ngón tay của em này. Đây, sử dụng một ngón tay ấn này. Ok, quay sang này. Đó. Khi mà chỉnh cân bằng, máy cân bằng, mọi thứ cân bằng ok rồi thì dập rất là nhẹ nhàng. Đối với cái tay đòn dài 60cm. Và các bác nhớ là phải ghi máy vào là cái lực nó rất là lớn đấy.